những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay. Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thuốc hết hạn, một bác sĩ bị tước chứng chỉ hành nghề. Vụ mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi dù còn sống, người chồng lên tiếng. Cà Mau không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện. An Giang tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng. Quy trình đăng ký xe mới có biển số chỉ trong 20 phút. Cà Mau, phụ nữ với mô hình trồng rau sạch. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Mở đầu chương trình trưa nay ngày 23 tháng 5 năm 2022, xin mời quý vị cùng đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các tỉnh thành trong nước. Thưa quý vị, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn vì có nhiều sai phạm. Trong đó, một bác sĩ tại phòng khám đa khoa Đại Việt đã bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng vì lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ ràng đầy đủ các mục có trong hồ sơ, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi, sử dụng thuốc hết hạn sử dụng. Thông tin từ báo Người Lao Động. Thông tin từ Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn vì có nhiều sai phạm. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa khoa Đại Việt trên đường 3 tháng 2, phường 16, quận 11 bị xử phạt nặng với nhiều vi phạm. Cụ thể, phòng khám này đã yêu cầu người bệnh thanh toán đối với chi phí khám chữa bệnh chưa được niêm yết công khai, thu giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn giá niêm yết, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Với những vi phạm trên, phòng khám này bị phạt số tiền 66 triệu đồng và buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo. Đáng chú ý, bác sĩ Trần Thị Bạch Vân tại phòng khám này cũng bị phạt 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 3 tháng vì đã lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định. Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi, sử dụng thuốc hết hạn sử dụng và thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại 3 trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh. Trước đó, phòng khám đa khoa Đại Việt từng bị xử phạt nhiều lần vì các vi phạm khám chữa bệnh, thực hiện phá thai chui. Năm 2019, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh từng cảnh báo về 11 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc làm việc, trong đó có phòng khám này. Bên cạnh đó, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng xử phạt 115 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh tại một phòng khám ở địa chỉ 886 quốc lộ 22, khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Cơ sở này đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Ngoài ra, một cơ sở tại 135 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 cũng bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và phạt 92,5 triệu đồng. Cơ sở này đã kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh, không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống, công ty cổ phần bóng đèn điện quang, thông tin từ báo Người Lao Động. Ngày 21 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xí nghiệp đèn ống, công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Theo Công an thành phố Biên Hòa, kết quả thu thập ban đầu xác định hành vi quản lý, xử lý chất thải tại xí nghiệp đèn ống công ty cổ phần bóng đèn điện quang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án để điều tra. Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy bao mẫu nước thải và 9 mẫu chất thải trong 3 bể lắng tại khu vực nghiền thủy tinh, 3 mẫu chất thải tại hệ thống thoát nước mưa và 3 mẫu chất thải trong bể bê tông ở khu vực nhà kho của công ty để giám định mức độ tính chất độc hại của các chất này. Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường BC05, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại xí nghiệp đèn ống. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện còn lại hơn 205.000 bóng đèn thải trong trọng lượng hơn 6,8 tấn, số lượng đã nghiền nhỏ trọng lượng khoảng 22 tấn. Toàn bộ số chất thải trên đều để ngoài trời, không được thu gom, lưu giữ theo quy định. Sau khi nghiền số bóng đèn thải, các công nhân đã sử dụng nước làm ướt để tránh bụi bay, nghi là bột hình quang trong các bóng đèn thải. Số nước này sau khi lắng xuống bể đã tạo thành những phần bột lắng và tiếp tục được công nhân thu gom, đổ xuống các bể chứa bên trong nhà kho.
một số khác theo nước chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa. Cơ quan chức năng xác định, xí nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nước thải kèm bùn thải từ quy trình nghiền bóng đèn thải đều được xả vào hệ thống thoát nước mưa. Lượng nước thải này trong quá trình nghiền vỏ bóng đèn thải chảy tràn vào hệ thống nước mưa của công ty với lưu lượng 0,5 m khối một ngày, 24 giờ. Qua nhiều ngày kiểm tra, thu gom số chất thải nguy hại công ty trên, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 8 tấn bóng đèn hư, hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900 kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy. Sáng 22 tháng 5, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1981, ngụ huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, là cha ruột của cháu bé 3 tuổi bị chính mẹ ruột khai tử khi đang còn sống. Ông Dũng cho biết, ông và bà TTNB, sinh năm 1990, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, kết hôn năm 2018. Chung sống được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng ly hôn khi vừa sinh con được ít tháng. Sau khoảng 2 tháng được tòa cho phép nuôi con, cuối năm 2019, bà B yêu cầu ông Dũng nuôi con nên ông nhận về rồi đưa con qua tỉnh Kon Tum để ông làm thuê kiếm sống. Ngày 30 tháng 4, ông Dũng đưa con về Đắk Lắk để chữa bệnh và được bà ngoại nhận trông coi cho ít tháng, còn ông quay lại Kon Tum làm việc. Đến ngày 12 tháng 5, sau nhiều lần gọi video để gặp con nhưng không được, ông Dũng dò hỏi thì nhiều người bảo mấy ngày qua không thấy con. Lo lắng, ông Dũng bắt xe về Đắk Lắk vào sáng sớm ngày 14 tháng 5. Sau khi chở vợ cũ đi ăn sáng, uống cà phê, ông Dũng hỏi con ở đâu, xin gặp con thì bà B không chịu, sau đó đưa giấy báo tử. Cũng theo ông Dũng, những ngày qua, ông đã dò hỏi tìm kiếm con nhiều nơi, làm đơn trình báo công an, nhưng đến giờ vẫn không biết con ở đâu. Khi làm việc với công an, vợ cũ ông có gọi video quay cảnh con đang nằm ngủ, nhưng người quay không ra mặt nên không biết ở đâu, tình trạng sức khỏe con thế nào. Ông Dũng cho biết không bao giờ đánh vợ, mà hôm ông về còn bị vợ cũ tát 4 cái. Ông không hiểu mục đích, động cơ gì vợ cũ làm giấy báo tử khi con còn sống, nhưng với tính cách của vợ cũ, ông Dũng chắc chắn có người xúi giục. Ông Dũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, tìm lại con cho mình. Như báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11 tháng 5, bà TTNB đến Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột làm thủ tục khai tử cho cháu NHL, sinh năm 2019, con trai bà B. Bà B khai cháu L mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà, chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà B đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà B khóc lóc, lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật nên tin tưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An cho biết, làm việc với công an phường Tân Lợi, nơi bà B tạm trú, bà này cho rằng cả hai vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Bà B bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh. Đáng chú ý, không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện. Đây là một trong những thay đổi quan trọng theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Thông tin từ Đài Truyền hình Cà Mau. Theo đó, người bệnh và người nhà bệnh nhân vẫn đeo khẩu trang và khử khuẩn tay, giữ khoảng cách và kiểm tra thân nhiệt tùy theo bệnh viện nhưng không cần có xét nghiệm âm tính trước khi vào bệnh viện. Người có dấu hiệu nghi nhiễm SARS-CoV-2 cần được sàng lọc, phát hiện sớm để tránh lây nhiễm và làm tăng nặng tình trạng bệnh khác. Đặc biệt, người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, lọc máu và hậu phẫu. Người được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 cần được khám và điều trị tách biệt với những người không bị nhiễm. Các khoa tập trung người bệnh nặng có nguy cơ cao cần hạn chế tối đa lây nhiễm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, mới đây, Sở Y tế Lâm Đồng đã phân bổ 28.440 liều vaccine Pfizer cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 45, thông tin từ Đài Truyền hình Lâm Đồng. Cụ thể, tiêm liều nhắc lại đối với các trường hợp đã tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 bao gồm người từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm liều bổ sung đủ từ 3 tháng trở lên sau khi tiêm 2 liều cơ bản vaccine Verocell phòng bệnh COVID-19, người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng, đã tiêm liều bổ sung đủ từ 3 tháng trở lên sau khi tiêm 2 liều vaccine phòng bệnh COVID-19. Tiêm vét liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều cơ bản vaccine phòng bệnh COVID-19, đủ 3 tháng sau tiêm liều cơ bản. Thời gian tổ chức tiêm,
từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, thời tiết đang vào mùa mưa và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên số ca mắc và số ổ dịch được dự báo tăng cao hơn trong thời gian tới. Do đó, ngành y tế An Giang sẽ tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để dịch bùng phát và lan rộng, hạn chế tối đa dịch chồng dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, hạn chế số trường hợp mắc bệnh và nặng tử vong, giảm áp lực về phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Thông tin từ Đài Truyền hình An Giang. Thời tiết đang vào mùa mưa và ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu nên số ca mắc và số ổ dịch được dự báo tăng cao hơn trong thời gian tới. Do đó, ngành y tế An Giang sẽ tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để dịch bùng phát và lan rộng, hạn chế tối đa dịch chồng dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, hạn chế số trường hợp mắc bệnh nặng, tử vong, giảm áp lực về phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh giám sát, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, tăng cường giám sát và kiểm soát vector gây bệnh chikungunya, dengue, zika, cũng như truyền thông để người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, với quy trình đăng ký xe mới theo quy định tại thông tư 15/2022 của Bộ Công an, người dân chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút để hoàn tất thủ tục đăng ký ô tô, xe máy tại công an huyện, xã thay vì phải chờ hàng giờ như trước đây. Thông tin từ báo Người Lao Động. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, Công an quận Bình Thạnh và Công an 5 huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh chính thức thực hiện công tác đăng ký ô tô, xe máy theo thông tư 15/2022 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ghi nhận tại Công an huyện Nhà Bè sáng 21 tháng 5, người dân sau khi nộp thuế trước bạ sẽ mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn, lệ phí đăng ký xe đến trụ sở công an xã điền tờ khai. Chỉ trong thời gian ngắn là hoàn tất thủ tục và lấy biển số xe. Trước mắt là về mặt thời gian và về cự ly đi lại, ngay cả bản thân tôi ngày xưa mà tôi phải đăng ký ở trên quận, thành phố thì rất là đông đúc mà phải chờ đợi rất là lâu. Mà khi về đến tận, gần như là tận cửa nhà dân rồi thì người dân rất là thoải mái và tôi cũng thấy rất là vui về cái chủ trương này. Khi mà xã lần đầu tiên làm thủ tục này thì chứng tỏ là cái thủ tục của nhà nước đã đến rất gần với dân và nó tạo điều kiện cho dân về thuận lợi trong các cái nhu cầu. Khi người dân đăng ký ô tô thì đi đến các trung tâm, đi vào trung tâm thành phố thì một lượng dài khá xa, khoảng 20 km, chưa kể tình trạng mà ùn ứ kẹt xe của các nơi, các giao lộ. Nên việc cái thông tư 15 này 2020 ra đời thì để cho người dân tới từng địa phương nơi cư trú đăng ký xe ô tô, xe gắn máy một cách thuận tiện, nhanh chóng và đạt kết quả cao nhất khi người dân, sự hài lòng của người dân khi đến đăng ký xe. Thì qua đó thì cái lượng xe mô tô và đăng ký hàng ngày của tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nhà Bè thì khoảng 4-50 chiếc xe mô tô, chưa kể các loại xe mà chuyển từ vùng khác, chuyển vùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và các đăng sang tên. Thì khi chuyển về các địa bàn xã thì số lượng sẽ giảm cho Công an Nhà Bè rất lớn. Tại trụ sở Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến để làm thủ tục đăng ký biển số xe máy, thay đổi hoặc sang tên xe. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chủ xe sẽ được bấm chọn biển số trên hệ thống, nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số. Với quy trình đăng ký xe mới theo quy định tại thông tư 15/2022 của Bộ Công an, người dân đến đăng ký xe tại công an xã chỉ mất từ 15 đến 20 phút thay vì nhiều giờ như trước đây. Thưa quý vị, là một trong những đơn vị còn nhiều hạn chế trong công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên trong tổng số 33 đơn vị đoàn công tác liên ngành tỉnh làm việc theo kế hoạch kiểm tra năm 2022 của tỉnh, nhằm giám sát trực tiếp, chỉ ra những tồn tại thiếu sót, từ đó hướng dẫn các biện pháp khắc phục để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng. Thông tin từ Đài Truyền hình Khánh Hòa. Theo kế hoạch, trong đợt 1, từ ngày 18 tháng 5 đến 9 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh chia thành 4 tổ, kiểm tra 17 đơn vị. Sở Xây dựng là đơn vị đầu tiên kiểm tra toàn diện do tổ công tác số 1 thực hiện trên 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, hiện đại hóa hành chính. Hai năm liên tiếp 2020-2021, Sở Xây dựng xếp loại trung bình về cải cách hành chính. Năm 2020 thì chỉ số của chúng ta là 72,59%, là một trong bốn đơn vị xếp hạng trung bình. Thì một trong bốn đơn vị đó là gồm có Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường và Trường Cao đẳng Y tế. Thì sang năm 2021, ba đơn vị khác đã khắc phục được các tồn tại hạn chế
và vươn lên là xếp hạng khá, thậm chí như Sở Kế hoạch Đầu tư còn vươn lên xếp hạng tốt. Trong khi đó thì kết quả của Sở Xây dựng không những không thay đổi mà còn tụt lùi so với năm 2020. Bằng chứng là cái chỉ số của chúng ta năm 2021 chỉ đạt là 62,87%, thấp hơn so với năm 2020. Ghi nhận qua kiểm tra trực tiếp của tổ công tác, một số thủ tục hành chính cũ chưa thay mới, việc công khai thủ tục hành chính không đúng mẫu, thiếu số điện thoại tiếp nhận, chưa chủ động phê duyệt các quy trình thủ tục hành chính, 2 trên 6 hồ sơ chưa gắn file kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 1 trên 6 hồ sơ tuy trên hệ thống đã kết thúc nhưng thực tế hồ sơ giấy vẫn đang chờ xử lý, 4 trên 6 hồ sơ chưa đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, một số quy trình không thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến thấp, nhiều tiêu chí về ISO hiện đại hóa hành chính chưa đạt, về chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ thành phần về bình đẳng hỗ trợ doanh nghiệp cũng còn hạn chế. Sở cũng chưa có chủ động trong việc tham mưu công bố các thủ tục hành chính và xây dựng các quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Đề nghị sắp tới là Sở dựng có cái điều chỉnh trong cái vấn đề này, là tự chủ động rà soát các cái văn bản của cơ quan cấp trên để mình tự mình dự thảo các cái quyết định công bố theo quy định. Khi thống kê thì hồ sơ này đã giải quyết đúng hạn. Trong cái thực tế thì hồ sơ giấy của mình là vẫn là đang giải quyết và chưa biết khi nào có kết quả. Thực ra là đúng đến giờ là trễ hạn chứ không phải là đúng hạn. Một số cái thủ tục mà chỗ cắt giấy phép xây dựng á là đang lấy ý kiến trong quy trình, là đang lấy ý kiến các cái cơ quan có liên quan, mà theo quy định thì các cái quy trình này không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Xây dựng. Các cái quy trình này là Sở Xây dựng phải trình Ủy ban để phê duyệt. Các cái thủ tục hành chính mà Sở đã trình Ủy ban tỉnh công bố nhưng mà áp dụng ở cấp huyện thì hiện nay là chưa có cái quy trình nội bộ được phê duyệt theo thông tư 01/2018 của Chính phủ, mà vẫn đang xài các quy trình cũ từ trước. Phải chữ ký số rồi phải phát hành văn bản điện tử, mà chúng ta không làm ngay từ bây giờ thì cái chỉ tiêu này không bao giờ các đồng chí đạt được. Bên cạnh những vấn đề còn hạn chế thiếu sót, tổ kiểm tra cũng ghi nhận một số nội dung mà Sở Xây dựng đã cải thiện tốt hơn liên quan đến những chỉ số thành phần của PCI như tính minh bạch. Sở đã thực hiện công khai đầy đủ các quy hoạch, đồ án quy hoạch, cấp phép xây dựng, đấu thầu các dự án. Về chi phí không chính thức, Sở quán triệt tác phong làm việc không nhũng nhiễu trong cán bộ công chức. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tương đối đạt tiến độ. Tổ công tác cũng đã phân tích từng mặt điểm số tăng giảm trong 2 năm qua, nguyên nhân và hướng khắc phục, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng nên cụ thể hóa từng nhiệm vụ. Trong thời gian tới thì các đồng chí lãnh đạo sở, nhất là người đứng đầu của sở cũng cần phải có cái sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa trong cái công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng, và có cái sự chỉ đạo với các phòng chuyên môn làm sao có cái sự phối hợp trong công tác cải cách hành chính phối hợp với văn phòng, chứ không thể cái việc này là giao khoán hết cho văn phòng tham mưu thực hiện. Không riêng gì văn phòng mà nó có các phòng chuyên môn nữa, thì cũng đề nghị là chỗ các đồng chí lãnh đạo sở thì cũng phải quan tâm hơn nữa trong cái công tác cải cách hành chính. Ban giám đốc thì cũng sẽ tiếp tục là tập trung chỉ đạo cái công tác này để bảo đảm là để đạt được cái mục tiêu, cái nhiệm vụ trong cái khắc phục các những tồn tại. Sở rất là cầu thị, tức là các cái sở ngành, tức là các cái thành viên trong cái tổ chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính thì cũng tạo điều kiện, thì cũng giúp đỡ, cũng hướng dẫn. Thì tôi thấy cũng rất là chi tiết cụ thể đó, cũng rất là hỗ trợ cho sở. Sở thì cũng cố gắng hết sức, sau khi có kết quả của đoàn thì là sẽ báo cáo lại cho đồng chí bí thư đảng ủy, giám đốc, thì tiếp tục có cái nội dung chỉ đạo. Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ về triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại của công tác cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, Sở đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó xác định chi tiết các nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục, giao trách nhiệm trực tiếp đến từng cá nhân công chức, đôn đốc thực hiện. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, nhất là trong giai đoạn tập trung xây dựng các quy hoạch của tỉnh, đòi hỏi Sở Xây dựng cải thiện mạnh mẽ chỉ số cải cách hành chính, làm nền tảng cho các chỉ số khác có liên quan như PCI, BABI, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số vì mục tiêu phát triển đột phá của tỉnh trong thời gian tới.
Thưa quý vị, xuất phát từ nhu cầu sử dụng rau sạch của người tiêu dùng, nhiều chị em phụ nữ ở huyện Ngọc Hiển đã tận dụng diện tích đất trồng để trồng rau sạch nhằm phát triển kinh tế gia đình và cung cấp cho gia đình nguồn sản phẩm sạch, chất lượng. Thông tin từ đài truyền hình Cà Mau. Bà Nguyễn Thị Kim Đọt ở ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây đã phát triển mô hình trồng rau sạch mang lại thu nhập khá cho gia đình. Tranh thủ những lúc nhàn rỗi, bà Đọt bắt tay vào cải tạo đất trống xung quanh nhà và bờ bao vuông tôm để trồng các loại rau màu. Nhờ cần cù siêng năng chăm sóc nên nhiều năm qua, mô hình trồng rau sạch của bà Đọt mang lại thu nhập ổn định, gia đình không còn khó khăn như trước. Nắm bắt nhu cầu của thị trường ưa chuộng các loại cải xanh, rau muống, hành, hẹ, cà tím, dưa leo, bà đã trồng với diện tích 1.000 m2 để tiêu thụ tại địa phương. Do trồng tự nhiên không sử dụng thuốc sinh trưởng nên rau xanh của bà Đọt được khách hàng ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn. Bình quân mỗi ngày, bà Đọt thu nhập từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Thì mình trồng qua màu, mình thấy có gom nè, rồi có phân đồ thêm, mới có trồng được. Bình thường của mình nước mặn mà không có phân nhiều đó. Mà khoảng gia đình tôi thì tôi nghĩ là cái này mô hình tôi làm là nó hiệu quả hơn. Cái trong vuông mình nó bị gì vuông thì nó hơi thất bại, nó chết. Rồi nó từng hộp nó bị hư đồ này nọ đó. Ra qua màu của tôi là cái mặn nó không có thất bại. À, đất mình ở đây thì nó phèn mặn. Mà muốn trồng mà cho đồ nó tốt á, đạt hiệu quả đó, thì phải sử dụng là vô bột. Cái vô bột là khi mình xới lên rồi mình gãi vô bột là nếu trời có mưa đó thì mình khỏi tưới, còn không mưa đó là mình phải tưới cho vô bột nó ngấm qua đất rồi mình mới xới lại một quận nữa đó. Rồi mới dùng phân tôm với phân ba màu đó. Một chút ít ô ghê thôi chứ ô ghê nhiều quá là đất nó hư. Từ hiệu quả trồng rau sạch của một số hội viên, hội phụ nữ ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây đã phát động và nhân rộng đến nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện sản xuất. Qua đó, không chỉ giúp chị em có nguồn rau sạch sử dụng trong bữa ăn hàng ngày, mà còn cải thiện thu nhập gia đình, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Mình thấy cái mô hình này như vậy là rất hiệu quả. Nếu như vậy là mình phải nhân rộng để cho chị em phụ nữ để làm mô hình nhân rộng ra để là một là có chi phí thêm gia đình. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là mình có được đồng vốn thu nhập mà trước mắt là mình phải có ăn trong gia đình rồi đó. Mô hình trồng rau sạch cho thấy sự cần cù chịu khó của chị em phụ nữ tại ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Điều này đã mang đến nguồn thu nhập đáng kể, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều chị em nơi đây. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương trưa nay, chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí đài truyền hình cùng MCV Network, tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng Netlove. Y An xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.